Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ tờ kinh số 3, Bí mật của Phan Thiên Ân. Xin các bạn hãy thư giãn, mở lòng và đón nhận tất cả những tư duy mà chúng tôi muốn trao gửi đến cho bạn. Hãy tin tưởng và tuôn chảy những cái nguồn sống mạnh mẽ bên trong mình, để chúng ta xứng đáng sở hữu một cuộc sống giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc. Và nếu có những gì mà các bạn cảm thấy mới mẻ và hạnh phúc, các bạn có thể ghi chép ra giấy và cùng suy ngẫm ngày và đêm về những điều đó. Tờ kinh số 3: Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Ở Tây Ban Nha, người ta thường thử đảm lược của mỗi con bò rừng bằng cách để nó tấn công vào những người đấu bò. Mỗi lần tấn công, con bò bị phóng một mũi gươm nhọn bén. Giá trị và đảm lược của con bò được định lượng bằng số lần con bò cố gắng tiếp tục tấn công dù bị đau đớn vì những mũi gươm. Tôi hiểu rằng mỗi ngày tôi đều bị thử thách trong đời sống giống như con bò bị định giá. Và nếu tôi tiếp tục tấn công, tiếp tục cố gắng, tiếp tục đi tới, tôi sẽ thành công. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tôi không sinh ra trên đời này để là một người thất bại. Trong dòng máu tôi không có sự thua cuộc. Tôi không phải là một con cừu đợi người chăn thúc giục. Tôi là một con sư tử và tôi từ chối không nói, không đi, không ngủ với đám cừu. Tôi sẽ từ chối không nghe những người hay than khóc và chê trách vì họ là một loại vi trùng dễ lây. Hãy để họ sống với đám cừu. Lò sát sinh của thất bại không phải là định mệnh của đời tôi. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Phần thưởng của đời sống thường đợi ta ở cuối chặng hành trình, không ở những nơi gần chỗ khởi hành, và tôi không biết là phải mất bao nhiêu bước nữa mới đến nơi định đến. Do đó, tôi có thể vẫn bị thất bại ở bước thứ 10.000, nhưng thành công chỉ đợi ở khúc quanh sắp tới. Tôi sẽ không bao giờ biết là tôi có đến gần thành công ra sao nếu tôi không tiếp tục bước đến chỗ quẹo. Tôi sẽ luôn luôn bước thêm một bước nữa. Nếu chưa đến đâu, tôi lại bước một bước mới, rồi một bước nữa. Trong thực tế, bước một bước mỗi một lần không có gì khó khăn lắm. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Từ hôm nay, mỗi một cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém của thanh gươm tôi trên thân cây cổ thụ. Vết chém đầu sẽ không suy chuyển một chút gì, và vết chém thứ hai, thứ ba cũng vậy. Mỗi một vết chém co rất tầm thường, nhưng không ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ. Nhưng lần lượt, rồi lần lượt, ngày qua ngày, cây cổ thụ sẽ gục ngã. Mỗi cố gắng trong ngày của tôi cũng vậy. Tôi sẽ giống như những giọt mưa gọt mòn những tảng đất đá của núi cao, như những đàn kiến ăn trọn cả xác lớn của con cọp, như những tên nô lệ xây kim tự tháp. Tôi sẽ xây cái lâu đài của tôi bằng từng viên gạch mỗi một lần đắp. Bởi vì tôi biết rằng những cố gắng nhỏ nhoi cứ liên tục ngày mỗi ngày sẽ hoàn tất bất cứ mục tiêu nào. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ gạch bỏ khỏi từ điển đời tôi những danh từ và ngôn ngữ như chịu thua, không thể, không làm được, bất thành, thất bại, quá trễ, rút lui, vô vọng. Vì đây là chữ nghĩa của bọn ngu khùng. Tôi sẽ tránh những tình thế thua nản làm mòn ý chí, nhưng lỡ nếu tâm trạng chán chường có xâm nhập vào trí óc của tôi sẽ chiến đấu và tiêu diệt nó. Tôi sẽ nhẫn nại và tôi sẽ chịu đựng. Tôi sẽ không để tâm đến những trở ngại dưới chân vì mắt tôi lúc nào cũng nhìn vào mục tiêu và cả trời trăng sao trên đầu. Tôi hiểu rằng khi cát khô của sa mạc không còn, cỏ xanh sẽ mọc đầy trên đất tốt. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tôi luôn luôn ghi nhớ định luật về xác suất và tỷ lệ trung bình. Tôi sẽ theo đuổi công việc gì biết rằng mỗi lần thất bại là mỗi lần tôi có cơ may nhiều hơn để đến với thành công.
Trong lần cố gắng tới, mỗi một tiếng chối từ sẽ đem tôi đến gần hơn một tiếng ân thuận. Mỗi một cái nhíu mày chỉ sửa soạn cho tôi rằng một nụ cười sẽ đến. Mỗi một bức hạnh sẽ chứa đựng trong đó một mầm mống của hạnh phúc ngày mai. Phải có đêm dài mới thấy ngày đẹp. Tôi sẽ thất bại nhiều lần nhưng chỉ cần thành công một lần. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tôi sẽ cố gắng và tiếp tục cố gắng. Mỗi trở ngại chỉ là một chậm trễ trong cuộc hành trình và một thử thách cho mọi công trình to lớn. Tôi sẽ theo đuổi và tôi sẽ tu luyện mọi kỹ thuật như tên thủy thủ rành nghề. Hắn sẽ luôn luôn học cách lái tàu ra khỏi những cơn bão lớn nhỏ. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Từ nay tôi sẽ học và sử dụng mọi bí quyết nữa của các bậc cao nhân. Vào cuối ngày, dù ngày đó là một thành công hay thất vọng, tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa bằng một cố gắng mới. Khi thân thể tôi đã mệt mỏi, tôi sẽ chống cự mọi cám dỗ nghỉ ngơi. Tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa và nếu không thành công, tôi lại cố gắng trở lại. Bất cứ trong công việc gì, tôi sẽ không để một ngày chấm dứt bằng một thất vọng. Với phương thức này, tôi đã gieo mầm cho sự thành công ngày mai. Những ai bỏ giữa chừng vào một thời điểm nhất định sẽ không thể nào sánh kịp với cố gắng của tôi. Khi mọi người ngưng tranh đấu, cuộc chiến của tôi chỉ mới bắt đầu. Mùa gặt của tôi sẽ luôn luôn sung mãn. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Và tôi sẽ không để các thành công ngày hôm qua ru ngủ tôi trong thái độ lười biếng, bởi vì đây là công thức của hiểm họa. Tôi sẽ quên những gì đã xảy ra trong một ngày đã qua dù nó tốt hay xấu và đón chào tia nắng mới với niềm tin rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp nhất đời tôi. Tôi còn thở được, tôi còn kiên trì theo đuổi mục tiêu bởi vì ngày hôm nay tôi đã thấu hiểu được một định luật ngàn năm của thành công là nếu tôi kiên trì cho đến cùng, tôi sẽ chiến thắng. Tôi sẽ kiên trì. Tôi sẽ chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe xong tờ kinh số 3 trong sách Bí mật của Phan Thi Hưng. Chúc các bạn có một ngày mới thật thành công, may mắn và hạnh phúc. Xin chào các bạn nhé.